Xin chào tất cả mọi người, mình là fan Đào Ngân Dương, năm nay mình 19 tuổi và mình là sinh viên. Hôm nay thì mình vừa mới hoàn thành kỳ thi IELTS trên máy tính tại IDB. Trước đây khi mà tìm hiểu về kỳ thi IELTS thì mình đã có hỏi ở trên các group thì thấy các bạn phản hồi rất tốt về IDB và mình đã quyết định chọn IDB là nơi mình thi IELTS lần thứ nhất. Và sau đó vì mọi thứ quá tốt nên mình đã quyết định thi lần 2 và hôm nay là lần thi thứ 2 của mình tại IDB. Về IDB thì mình nghĩ là cơ sở vật chất thì không cần bàn rồi, mọi thứ rất là tốt. Mọi thứ chuẩn bị cho thí sinh rất là kỹ càng, từ chai nước, từ bút, từ cục gôm đến ngay cả đồ bịt tai để tránh làm ồn, mất tập trung. Còn về phần giám thị thì giám thị rất là thân thiện, hướng dẫn rất là chi tiết. Còn giám khảo thì mình thấy khá là thân thiện và mình cảm thấy không còn mấy áp lực nữa. Em nghĩ chắc chắn là em sẽ thi IDB một lần nữa.